Một cái lưu ý quan trọng dành cho các bạn mới tập chơi đàn guitar, đó chính là chúng ta thích cái bài nào chúng ta tập điệu của bài đó. Ví dụ chúng ta thích là bài Vài Lần Đón Đưa, điệu bossa nova, thì bắt đầu chúng ta mới tập điệu bossa nova. Chứ chúng ta đang thích những cái bài bolero, chúng ta tập điệu bossa nova làm cái gì? Không cần thiết, tập vô cái bài mình thích nha. Còn cái điệu bossa nova này gần giống như điệu cha 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 trong giáo trình guitar 5 phút có. Rồi, thì chúng ta sẽ thấy bài Vài Lần Đón Đưa giọng nam là giọng mi thứ, để chuyển những hợp âm cho nó quen là chúng ta chơi được nha. Rồi sau đó chúng ta mới ngồi tập tiết tấu của điệu bossa nova. Ví dụ chúng ta tập đoạn nè: anh đưa theo em mấy lần phố mưa, mưa bay theo em áo dài đón đưa, hôn đưa là mưa, mưa vòng hát. Anh đi theo em mấy chiều chất bùng bùng chất nghỉ chất. Điệu bossa nova, cái tiết tấu của nó lời hơn, nhẹ nhàng hơn so với điệu cha cha cha. Cha 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 thì nó dồn dập hơn. Và lúc này thì bắt đầu chúng ta mới ngồi, chúng ta tập điệu. Ví dụ mi thứ lại xuống. Ai đi theo em mấy lần, là bắt đầu vô la thứ. Bùm, mấy lần chát, bùm 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 bùm. Lúc nào chúng ta cũng nên mặc định là 5-4. 5-4 nha. Bùm chát, 5-4 chát, nghỉ chát. Bùm chết, 5-4 chết, nghỉ chết, bùm chết, 5-4 chết, nghỉ chết, bùm. Ví dụ như là qua học âm si nè, bây giờ rê đi, rê rê. Ai đi theo em mấy lần phố xa đó, lần phố xa, chết nhẹ, chết cuối cùng rất là nhẹ. Ai đi theo em mấy lần phố mưa, chết 5-4 luôn nè, phố mưa ta chát dài đón đưa, đón đưa là mưa. Trên YouTube kênh Guitar 5 phút sẽ hướng dẫn đầy đủ cho anh em và tặng cái giáo trình miễn phí để cho anh em tập đàn cùng với Guitar 5 phút luôn. Anh em lên YouTube và subscribe kênh nha. Còn đối với video clip này chúng ta lưu về để nhớ sau này chúng ta tập. Cảm ơn anh em rất nhiều. Một bài hát rất hay luôn mà các anh phải tập được ngay để sau này đàn cho các bạn gái, các bạn nữ hát nha. Bài hát được mang tên Thành Phố Buồn, một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương với điệu siêu rock, giọng nam là thứ cabo ngàn năm, giọng nữ thì lúc đó mình không cần cabo, mình đã tháo cabo ra, mình đánh là thứ ở đây, được chưa? Vì mình học được một cái giọng này, một cái tông này mà sau này mình đàn cho người nữ hát được luôn, được chưa? Và cái nhiệm vụ của anh em á là phải chuyển được hợp âm bài hát đó, chuyển cho nó quen cái đã, xong đó mình ráp điệu vô nè. Điệu siêu rốc, nhịp 2-4, nhịp chân ở dây bass trước, nhịp chân dây số 1 nè, nhịp nhịp bass 3-2-1-2-3 chậm vậy. Thành phố nào nhớ không em, nơi chúng mình tìm phút em đêm. Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh thơ nguyên gốc thông già, chiều đang tay nghe nắng trang hòa, nắng hôn nhẹ làm hồng môi em, mắt em buồn trong sương chiều anh thấy đẹp hơn. Rất là dễ đúng không ạ? Bài Thành Phố Buồn được ghi ở trong giáo trình trang số 13 tặng anh em miễn phí. Trên YouTube kênh Guitar 5 phút sẽ hướng dẫn đầy đủ cho anh em và tặng cái giáo trình miễn phí để cho anh em tập đàn cùng với Guitar 5 phút luôn. Anh em lên YouTube và subscribe kênh nha. Còn đối với video clip này chúng ta lưu về để nhớ sau này chúng ta tập. Cảm ơn anh em rất nhiều. Cách chơi những bài hát bolero chỉ với 3 hợp âm, không cần nhìn hợp âm, giọng rê thứ rất là dễ luôn nha anh em. Đây, để em hợp âm rê thứ đầu tiên hát bình thường, hợp thứ hai sau thứ là thấp, hợp thứ ba bậc năm là bảy. Và khi chúng ta tập, chúng ta chỉ cần tập ba hợp âm này thôi là chúng ta chơi rồi. Và
tôi sẽ hướng dẫn cho các anh em chạy thêm cái bass của rìa thứ. Bass 3 2 1 chất pha chất bấm đi nằm đồ ok ha. Và chúng ta dùng ba hợp âm này để intro luôn, rất là ngắn gọn, rất là dễ. Ghi chú lại để chúng ta tập nha. Ok, rìa thứ nè. 3 2 1 dây năm vô nha. Mưa 3 2 1 tung chân tung chân thơ, mưa rơi từ bao giờ. Rồi cái lúc mà chúng ta chạy bass đó, những cái nốt này đó thì là nó rơi vào cái cuối câu, lúc đó không có hát thì chúng ta mới chèn nốt bass vô. Anh em lên YouTube bấm đăng ký theo dõi kênh Guitar 5 phút cho nó hướng dẫn đầy đủ cho anh em luôn. Còn đối với video này chia sẻ lưu về máy, từ từ mình tập. Sẵn đây thì Khánh xin nói luôn, cái đàn lá xích thì mình chỉ nên dây thay dây lá xích, dây nylon này, lá xích cồ này, guitar string này, đây là dây lá xích ha. Thì cái đầu đàn mọi người thấy không ạ? Đó, đây là cái đàn lá xích, không nên thay dây sắt vào đây. Đó, chúng ta chỉ nên thay dây nylon thôi. Và bộ dây này rất là hay, bộ dây này là bộ dây AC139 size N nè. Dây nó rung rất là tình cảm luôn, mọi người thấy không ạ? Và cái dây này đã xài 6 tháng rồi, nhưng mà nó vẫn còn rất là rung tốt. Nó cái độ bền của nó khá là cao. AC139 nha. Bộ này thì 150.000, mua 2 bộ thì 300.000 sẽ được miễn phí vận chuyển. Mua 2 bộ mới được miễn phí vận chuyển nha anh em. Đó, đồng thời thì 2 bộ sẽ được tặng kèm cái giáo trình cho anh em để anh em tập đàn chung với Guitar 5 phút. Bên cạnh đó tặng cái tay quay cho anh em luôn nha. Đó, bên cạnh đó tặng luôn cái hộp bích này để anh em dán ở đây nè. Khi nào anh em muốn đánh bích thì anh em đánh. Đó. Thì 2 bộ lá xích sẽ là 300.000. Dây này rất là hay luôn, rất là bền luôn. Đó, để mình để dành một bộ mình thay, một bộ để dành. Anh em bấm đăng ký theo dõi kênh để nhận những ưu đãi tiếp theo. Cảm ơn anh em rất nhiều.